thì ngày hôm nay thì mình mới mua được một cái sản phẩm, thì mình nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ rất là có ích cho những cái bệnh nhân mà bị mỡ máu cao hoặc là bị cao huyết áp cũng như là sức đề kháng kém. Sau đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì trên tay của mình đây là một cái sản phẩm được tinh chế từ dầu tỏi, tinh chế từ củ tỏi, đó là dầu tỏi 3000 của hãng là Screen Lip của Úc. Thì một hộp như thế này thì sẽ đủ cho mình sử dụng trong khoảng chừng 180 ngày. Với cái liều sử dụng đó là mỗi ngày mình sẽ uống 2 viên và mỗi lần mình sẽ uống một viên vào trong bữa ăn. Bởi vì cái hàm lượng tỏi ở trong đây được chiết xuất rất là nhiều. Một viên như thế thì nó sẽ chiết xuất tới là 3000 mg tỏi lận, nhiều hơn so với những cái sản phẩm các loại dầu tỏi khác có mặt ở trên thị trường. Chính vì vậy mà thay vì những cái loại dầu tỏi khác mình sử dụng mỗi lần từ 3 cho đến 5 viên một lần và mỗi lần 2 ngày, thì đối với cái sản phẩm này thì mình chỉ mỗi lần mình chỉ uống một viên và một ngày mình chỉ uống 2 lần mà thôi. Thì cái việc mà mình bổ sung cái tinh chất tỏi mỗi ngày đó thì sẽ đem đến cho mình về sức khỏe, bổ sung như là sẽ giúp cho mình tăng sức đề kháng nè, loại bỏ cảm cúm, thông thường ổn định huyết áp và hỗ trợ tim mạch, kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa ung thư cũng như là cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Thì các bạn cũng biết là tỏi là một cái gia vị rất là quen thuộc ở trong bếp của mỗi nhà và cũng như là một những cái món ăn không thể nào mà nó dậy được cái hương vị nếu mà thiếu tỏi. Chính vì vậy mà tỏi nó rất là thông dụng và có công dụng rất có ích cho sức khỏe của mình. Đối với những người mà hay bị cảm cúm hoặc là hay bị cảm vật đó, thì việc sử dụng tỏi mỗi ngày thì sẽ giúp cho mình nâng cao được cái sức đề kháng, mà từ đó thì mình sẽ bớt bị cúm, bị cảm hơn. Cũng như là những người mà có hàm lượng cholesterol trong máu cao, thì với việc bổ sung dầu tỏi mỗi ngày thì sẽ giúp ích cho mình, giúp cho mình giảm được cái lượng mỡ xấu trong cơ thể. Từ đó mà mình có từng bước mình sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình, sức khỏe về tim mạch. Và tỏi nó cũng sẽ giúp cho mình điều hòa huyết áp, giúp cho mình giảm được cái nguy cơ mắc cái bệnh tăng huyết áp. Một hộp như thế này thì sẽ có là 365 viên. Thì bên cạnh đó thì trong cái dầu tỏi này thì nó sẽ có cái tính kháng khuẩn, chẳng hạn khi mà mình bị nổi mụn hoặc là cái gì đó thì mình chỉ cần lấy một viên dầu tỏi này ra và mình sẽ thoa cái từng dầu tỏi đó lên mụn, thì chắc chắn rằng sau khoảng 24 tiếng thì cái vết mụn đó nó sẽ giảm viêm và nó sẽ bớt sưng đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì tỏi còn là một cái thực phẩm sẽ giúp cho mình cái giảm cân, bởi vì nó sẽ đốt cháy cái lượng mỡ thừa ở trong cái cơ thể mình. Đối với việc kết hợp chế độ ăn bổ sung tỏi cùng với là chế độ ăn nhiều rau xanh cùng với chế độ tập luyện thì sẽ giúp cho mình giảm cân được nhanh chóng, đem lại một cái dáng vẻ thon thả hơn. Cái dầu tỏi này là của hãng String Lip, là lá mùa xuân như vậy. Đây là hướng dẫn sử dụng của nó nè. Người lớn uống mỗi lần một viên và 3 lần một ngày với bữa ăn. Nó sẽ được đựng trong một cái hũ như thế này. Thì cái hũ này nó sẽ cũng không có quá to đâu, nó khoảng chừng 15 cm thôi. Trong đây nó sẽ chứa đựng được là 365 viên, với giá là hơn khoảng 350, thì coi như là giá một viên là 1000 đồng. Mình mua 2 hũ như thế này sẽ giúp cho mình sử dụng được trọn năm.
Hoặc là nếu mà mỗi ngày mình uống một viên thì một hũ này thì mình sẽ uống được trong vòng một năm. Giá nó cũng khá là rẻ so với những cái lợi ích mà nó đem tới. Cái hũ được thiết kế khá là đẹp và cũng khá là gọn nhẹ. Thì đây là mở nắp bên phía bên trong. Thì phía bên trong thì nó sẽ có một cái seal để nó bảo vệ. Có một cái seal bảo vệ này. Và cái tinh dầu tỏi của mình nó sẽ được nằm ở phía bên trong. Thì mình sẽ rọc ra. Đây mình chỉ cần rọc một cái lỗ nhỏ như thế này là được rồi. Bởi vì khi mà mình uống thì mình chỉ cần việc mình chút ra thôi. Thì mỗi lần mình uống sẽ là một viên như thế này. Rất là nhỏ. Nhỏ xíu. Giống như là cái viên bổ sung vitamin E vậy đó. Viên nang mềm. Thì thật sự ra thì mình cũng không có nghe được cái mùi tỏi cho lắm. Khi mà mình hửi thì sẽ không nghe cái mùi tỏi cho lắm. Đối với mình hửi một viên như thế này thì sẽ không nghe được cái mùi tỏi. Nhưng mà nếu mà mình đút cái lỗ mũi của mình vô và hít ở trong cái hũ này á, thì cái mùi tỏi nó sẽ rất là nồng. Và có lẽ là do là tỏi ở phương Tây nó khác so với tỏi bên mình. Cái mùi tỏi của phương Tây thì nó hầu như là cái mùi của nó nhẹ hơn là cái tỏi ở phía bên mình á. Chắc là như thế. Mình cũng chả biết nữa. Đó, thì với việc các bạn bổ sung một cái viên dầu tỏi vào mỗi bữa ăn của mình thì sẽ giúp cho mình giảm được cái tình trạng đó là khó tiêu, đầy bụng. Bởi vì tỏi nó cũng có công dụng đó là nó sẽ kích thích cái vị giác của mình, giúp cho mình ăn ngon hơn. Đồng thời thì nó sẽ kích thích tiêu hóa, sẽ giúp cho mình tiêu hóa được những cái thức ăn mà mình ăn sẽ tốt hơn, giảm đi cái tình trạng là đầy bụng no hơi. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho mình ngăn ngừa được những cái bệnh cảm vặt thông thường. Và nhất là những cái mùa Covid như thế này nè, việc bổ sung tỏi sẽ rất là quan trọng. Bởi vì nó sẽ giúp cho mình tăng cái sức đề kháng và giúp giảm cái tỷ lệ mắc bệnh của mình. Đây, cho các bạn xem một lần nữa. Đây là những cái thông tin ở trên sản phẩm. Và cái mã QR code này mình scan được luôn nha. Có nghĩa là mình cái hàng này là hàng chính hãng chứ không phải là hàng fake. Một số cái thông tin của nó, cái giá trị dinh dưỡng. Đây là giá trị dinh dưỡng của nó. Và đây là cái mặt chính. Garlic oil 3000. Cái logo của nó là hình những cái củ tỏi nè. Và bên đây là một số cái thông tin. Như là nó phòng chống cảm cúm này kia vân vân đó. Cũng như là một cái số cái thông tin về ngày sản xuất và cái hạn sử dụng. Thì cái hạn sử dụng này cũng còn khá là lâu, khoảng 3 năm nữa, gần 3 năm nữa, 2 năm rưỡi nữa mới hết hạn được. À không, 3 năm. 3 năm nữa mới hết hạn được. Chính vì vậy mà mình sẽ yên tâm mà mình sử dụng. Và các bạn nhớ là ở phía bên trong đây là nó sẽ có một cái gói hút ẩm. Cái gói hút ẩm này nó sẽ hút đi những cái lượng ẩm ở trong cái lọ thuốc này. Thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là những cái viên tỏi này nó sẽ dính vào nhau đó.
nếu mà hơi ẩm này kia thì những cái viên tỏi này nó sẽ dính vào nhau đó. Thì nhớ là uống, nhớ là coi chừng, cái nhiều kia là mình không có xem, mình không có nhìn này kia, mình lỡ mình nuốt cái gói này vô đó, chỉ vậy thôi. Đây là cái sản phẩm của mình. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like giúp mình nhé.